Hi, xin chào anh em. Nếu như anh em thường xài các ứng dụng DEX ở trên nền tảng Ethereum thì mình chắc chắn rằng anh em sẽ gặp phải một vấn đề vô cùng nhức nhối, đó chính là phí gas, phí giao dịch quá cao. Vậy thì hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một giải pháp cho vấn đề này. Giải pháp đó chính là OneInch. Thôi thì không dài dòng nữa, mình là Nguyên, hãy cùng mình trải nghiệm OneInch có gì thú vị nhé. Trước khi đi vào trải nghiệm sản phẩm, mình muốn nói sơ nét về cách mà OneInch hoạt động nhé. Thông thường, khi anh em thực hiện giao dịch, anh em sẽ tìm trực tiếp đến các nền tảng EMM như Uniswap hay SushiSwap. Tuy nhiên, nếu giao dịch trực tiếp trên các nền tảng EMM này, anh em có thể gặp phải một vấn đề, đó là chuột giá. Lý do chính đến từ việc thanh khoản không ổn định trên các nền tảng EMM hiện tại. Vậy, OneInch sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Khi user đặt lệnh trên nền tảng của OneInch, ví dụ swap từ ETH sang USDC, nền tảng có thể phân nhỏ lệnh giao dịch này, đồng thời tìm đến các EMM có tỷ giá tốt nhất, ít chuột giá nhất để thực hiện giao dịch cho user. Ngoài ra, với việc sử dụng Gas token, OneInch còn giảm được rất nhiều phí giao dịch cho người dùng. Sơ nét qua là như vậy. Còn bây giờ, chúng ta đi vào trải nghiệm sản phẩm của OneInch nhé. Rồi, thì như anh em đã thấy, đây là giao dịch của OneInch. Thì giống với nhiều ứng dụng DApp khác thôi. Trước khi giao dịch, anh em sẽ phải kết nối ví. Ở đây thì mình chọn mainnet của Ethereum. Ở thời điểm hiện tại thì OneInch đã có sản phẩm ở trên cả chain của BSC lẫn Polygon. Nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng sản phẩm ở trên hệ thống của Ethereum. Đơn giản vì mình muốn so sánh cho anh em thấy được sự chênh lệch phí giao dịch với một vài DApp khác. Thì ở trên hệ thống của Ethereum cái sự chênh lệch về phí gas này nó sẽ rõ rệt hơn và anh em sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Ở đây chúng ta sẽ có hai tab là Limit và Market. Limit thì nó giống với lại hình thức giao dịch ở trên CX mà anh em thường dùng. Tức là anh em sẽ đặt một lệnh mua chờ thấp hơn giá của Market. Thấp hơn giá của Market hiện tại. Thì khi mà giá của Market giảm xuống thì nó sẽ khớp cái lệnh Limit của anh em. Thì nó khá giống với hình thức mà anh em quen ở trên các sàn CX. Còn Market á, thì cũng có ở trên các sàn CX nhưng mà nó phổ biến hơn ở các ứng dụng EMM hiện tại. Tức là cái tính năng swap là sao ạ? Là khi anh em vừa bấm swap một cái là token nó về ví liền. Thì đó là tính năng mua theo giá market. Ở đây á, thì mình chọn cái đồng tiền mình muốn bán đi là đồng Ethereum. Đồng tiền mình muốn mua vào ở đây là USDC. Rồi USDC. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với thông số là transaction cost, tức là phí giao dịch. Như mình đã nói á, thì vì là mình xài chain của Ethereum nên là anh em sẽ phải để chừa lại một ít ETH ở trong ví để có thể trả phí giao dịch nhé. Rồi anh em thấy ở đây chúng ta có phí giao dịch transaction cost là 6.4 đô. Mình sẽ so sánh một xíu với lại một vài EMM khác nhé. Đây là Uniswap. Thì phí của Uniswap hiện tại đang là 8.97 đô. SushiSwap đang là 5.02. Rồi, thì vì sao mà phí giao dịch trên Sushi nó rẻ hơn trên OneInch ở thời điểm hiện tại, tức là 5.02 và 5.089. Thì mình muốn đi qua một cái tab khác là tab Routing nhé. Tức là cái nguồn thanh khoản mà OneInch sử dụng. Anh em có thể thấy 100% đến từ Sushi. Thì vì là 100% lấy từ Sushi cho nên OneInch sẽ chọn cái nguồn thanh khoản nào, cái giao dịch nào tốt nhất cho anh em. Thì Sushi ở thời điểm hiện tại đang theo OneInch đang là tốt nhất. Nên là cái phí giao dịch hồi nãy á, anh em sẽ thấy là nó rẻ hơn OneInch. Vì OneInch phải cộng thêm một cái phí là phí dịch vụ đứng ở giữa, được không ạ? Rồi, cái routing này ý nghĩa là giao dịch của anh em sẽ được thực hiện qua những sàn nào. Bởi vì như mình đã giải thích ở đầu video á, là OneInch sẽ đứng ở giữa và tổng hợp thanh khoản giúp anh em. Rồi chúng ta swap thử nhé. Đây bây giờ phí gas chỉ còn 5.9 thôi. Ở thời điểm mình làm video này thì
thì phí gas trên Ethereum nó cũng đã hạ nhiệt rồi. Rồi mình sẽ phải confirm cái giao dịch này. Rồi giao dịch của mình đã được xác thực nha. Rồi chúng ta chờ. Và mình hơi bất ngờ là tốc độ giao dịch ở trên Ethereum hôm nay rất nhanh nè. Mình swap một cái là có thể có được USDC liền luôn các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã đi xong được cái tính năng swap trên 1 inch. Rồi thì sau khi approve ví xong thì anh em sẽ tiến hành cung cấp thanh khoản. Thì hầu hết các platform cung cấp thanh khoản á, sẽ yêu cầu là giá trị của hai cái token anh em bỏ vào pool á, sẽ phải có mức USD ngang nhau, tức là giá trị về USD sẽ phải là 5 năm. Thì ở đây mình đánh giá một cái rất hay của 1inch, đó là anh em chỉ cần bấm vào max ở đây thì hệ thống sẽ tự chia tỷ lệ cho anh em. Mình đã có tối đa là mình có 18.8 USDC thì mình bấm max là tự động nó thả 18.83 vô luôn, và nó tự chia tỷ lệ tương ứng với lại Ethereum. Anh em có thể thấy ở đây, tức là về mặt USD là hai token này sẽ ngang nhau. Và mình bấm provide liquidity. Ở đây mức gas sẽ là 12 đô. Confirm. Khá mắc đúng không ạ? Rồi. Chúng ta chờ nhé. Trong lúc chờ nền tảng xác thực cái giao dịch vừa rồi của mình á, thì mình muốn nói sơ qua là liquidity này sẽ được gì, cung cấp liquidity này sẽ được gì. Thì những ai mà cung cấp thanh khoản cho platform á, sẽ được nhận phần phí giao dịch và chia ra cho các liquidity provider tham gia vào pool. Tức là bạn đã đóng góp thanh khoản vào cho nền tảng thì nền tảng sẽ thu phí giao dịch của những người dùng và chia lại cho những ai đã đóng góp thanh khoản, đúng không ạ? Thì ok, đây chúng ta đã thấy là nền tảng đã xác thực cái giao dịch vừa rồi của mình. Và đó là tính năng cung cấp thanh khoản ở trên 1inch. Rồi, cuối cùng thì mình muốn đi qua một vài tính năng còn lại được 1inch cung cấp ha. Thì đây là governance. Governance là anh em cứ stake, khi mà anh em có 1inch thì anh em cứ stake vào pool này. Và nền tảng bên cạnh lãi suất trả về đều hàng tháng, hàng ngày luôn, thì nền tảng sẽ cho anh em một cái voting power. Thì với cái voting power này á, anh em có thể tham gia đóng góp vào nền tảng, bầu chọn thông qua các quyết định nâng cấp sản phẩm trên nền tảng. Thì cái đó là tính năng governance. Thì chỉ khi nào anh em stake 1inch vào thì anh em mới có quyền để bầu chọn. Rồi, cái tính năng cuối cùng là farming. Thì farming mình đã có một vài video hướng dẫn anh em rồi về tính năng này. Anh em quan tâm thì có thể theo dõi ở video này nhé. Mình sẽ để link ở bên này. Tại sao mình không chọn farm ở trên 1inch thì về cơ bản á, một vài đồng ở trên farming mà 1inch hỗ trợ nó có độ biến động rất cao, cho nên là anh em sẽ phải gặp một cái hiện tượng là impermanent loss, tức là những cái biến động không đáng có vì cái tỷ giá nó nhảy quá nhanh. Thì cho nên là mình cũng khuyên anh em là không nên tham gia farming ở trên 1inch, mà chọn những cái platform nó đã được tối ưu hóa và nó chuyên môn cho cái tính năng này. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những tính năng cũng như là trải nghiệm sản phẩm của 1inch. Hy vọng video lần này hữu ích cho anh em. Nếu có thắc mắc gì anh em cứ để lại ở phần comment phía dưới. Nhớ like và subscribe cho Con 68. Còn mình là Nguyên, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.